khát ngàn đời ca máu la hơn những cánh đồng mênh mông hơn mặt biển đông êm đềm hơn những dòng sông chủ tịch nước, dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian tới thăm gia đình nhà.
tình yêu thương con người ở bác là tình cảm rộng lớn. Ba mình đã từng nói, mỗi người, mỗi gia đình đều có nỗi đau khổ riêng. Và một khi nỗi đau khổ của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi. Vâng, từ câu chuyện trên, mỗi người chúng ta đều đã rút ra cho mình bài học thật sâu sắc từ tấm lòng yêu thương con người của bác. Đó là bài học về tình thân ái, tình yêu thương, chia sẻ và quan tâm tới những số phận còn gặp nhiều khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Là bài học về ý thức trách nhiệm đối với các cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội phải luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ tới người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình chính sách. Vâng, học và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một vận động mà mỗi người chúng ta cần tích cực noi theo, bởi vì bác không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, còn là vị cha già tình yêu mà người còn là một danh nhân văn hóa của thế giới. Và phần thi của chi bộ trường trung học cơ sở Hưng Long đến đây là hết. Tôi xin trân trọng cảm ơn một lần nữa, kính chúc hội thi thành công rực rỡ. Xin mời thí sinh tiếp tục phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Xin mời thí sinh tập trung lắng nghe nội dung câu hỏi. Nội dung câu hỏi là: trong bài Người cán bộ cách mạng tháng 3 năm 1955, bác đã nói đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là gì? Xin mời đồng chí. Xin được cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Sau đây tôi sẽ trả lời câu hỏi của mình. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng đạo đức. Người đã từng nói, cũng như sâu có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Và coi đạo đức cách mạng là gốc rễ, nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. Và bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng thông qua Đảng, toàn dân ta noi theo và học tập. Quan điểm về đạo đức cách mạng của bác có thể tóm tắt trên các phương diện sau. Trước hết, người cách mạng phải nhận rõ trái phải, giữ vững lập trường, tư tưởng, quan điểm của bản thân mình, kiên định theo mục tiêu, đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, để từ đó thực hiện tận trung với nước, tận hiếu với dân. Trên phương diện thứ hai, quan điểm của bác về đạo đức cách mạng còn được thể hiện là tình yêu thương con người. Ở phương diện thứ ba, bác quan điểm đạo đức cách mạng là việc mỗi cá nhân người rèn luyện thật tốt các đức tính cần kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư. Vâng, tôi xin hết ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn đồng chí ạ. Tình thương bao la, lòng nhân từ của bác điều hành cho đất nước. Trong cuộc sống đời thường cũng như trong công việc, bác luôn dạy dỗ, chỉ bảo, rèn cho chúng ta từ lời ăn, tiếng nói đến cách cư xử. Từ những việc làm to lớn đến những việc nhỏ, bác cũng chia sẻ với mọi người và tình cảm đó cũng được thể hiện qua một câu chuyện cảm động. Đó là câu chuyện Bát Chè Xẻ Đôi, được thể hiện qua sự trình bày của thí sinh Bùi Thị Hiên, số danh 09, đến từ Hội Người Cao Tuổi. Xin quý vị cùng chúng tôi. Vâng ạ, xin mời các quý vị khán giả hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thí sinh Bùi Thị Hiên, số danh 09 của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, ban tổ chức và toàn thể hội thi. Về với hội thi hôm nay, trước tiên cho tôi gửi lời kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các vị khách quý và ban giám khảo cùng ban tổ chức, tất cả một sức khỏe, gia đình hạnh phúc và một lời chào trân trọng nhất. Là câu chuyện Bát Chè Xẻ Đôi. Câu chuyện Bát Chè Xẻ Đôi của tôi xin được bắt đầu. Tại nhà sàn của bác, nơi bác Hồ ở và làm việc, một hôm
đồng chí liên lạc đem công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác mang, bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Và bác mang bát chè đậu đen đường phèn mà anh em phục vụ vừa mang lên cho bác. Bác bảo anh mình, cháu ăn đi. Nhưng nhìn thấy anh mình dáng vẻ hãi ngại ngập ngừng, lại có tiếng nặng hắng bên ngoài, bác liền dùng. Cháu ăn đi, bác cùng ăn. Và thế là hai bác cháu cùng ngồi ăn bát chè mỗi người một nửa. Các đồng chí ạ, thật là cảm động và yêu thương biết bao nhiêu. Tình cảm của bác bao la rộng lớn kể cả đối với anh lính đến tất cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng chí liên lạc ăn xong ra về, ăn xong và cảm ơn bác, đứng lên ra về, ra khỏi nhà sàn xuống sân. Đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai và bảo: cậu này chán quá, có bát chè của bác, cả ngày bác làm vất vả, bây giờ bát chè để bác bồi dưỡng làm lên thì cậu lại ăn mất một nửa. Thế là anh lính liên lạc nhăn nhó và tần ngần trả lời và giải thích: khổ quá anh ơi, em cũng có sung sướng gì đâu, em vừa ăn vừa rớt nước mắt, thế nhưng vì thương bác, nếu không ăn thì lại sợ bác không vui, mà ăn vào thì em biết chắc là các anh sẽ nói em. Câu chuyện được trích trong những lời dạy của bác và những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi cũng xin trích một hai câu thơ và câu hát để minh chứng cho tình yêu của bác, nhưng giọng tôi thì nó không có, mong quý vị bỏ qua. Bác là tình yêu thiên tha nhân trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Bác thương các cụ già xuân về yêu lụa, bác thương các cháu nhỏ chúng thu người cháu qua, bác yêu người chiến sĩ canh gác ngoài đảo xa. Trình bày của tôi đến đây là hết. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, ban giám khảo, ban tổ chức và toàn thể thi mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chúc mừng thí sinh 09 đã hoàn thành xong phần thi kể chuyện của mình. Sau đây xin mời thí sinh tiếp tục phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Xin mời thí sinh. Như vậy rồi, câu hỏi của thí sinh bốc được là câu hỏi số 03 trong bộ câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung câu hỏi như sau: tháng 1 năm 1946, khi trả lời các nhà báo nước ngoài, bác đã nói ham môn tôn bậc của người là gì? Xin mời thí sinh trả lời. Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi. Tháng 1 năm 1946, khi gặp các nhà báo nước ngoài, bác đã ham muốn tôn bậc của bác là của người là gì? Và câu trả lời của bác như sau: ham muốn tôi chỉ có một ham muốn tột bậc của tôi là làm sao cho nước nhà hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn phần thi của thí sinh số danh 10-09. Kính thưa quý vị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải bắt đầu từ những vấn đề to tát
mà chính là từ những việc đời thường bình dị. Đó là lòng yêu thương con người, từ các cháu thiếu nhi đến các cụ già. Tấm lòng nhân ái bao la của Bác xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Quả Táo qua lời kể của thí sinh Ngô Kim Lăng, số báo danh 10, đến từ Hội Nông Dân xã Long. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Rất bình dự được thay mặt cho Hội Nông Dân của xã Long Long về với hội thi, cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, tới ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc và lời chào trân trọng nhất. Đến một việc làm rất tình người, đó là câu chuyện quả táo mà Bác Hồ cho em bé tháng 4 năm 46. Bác đến Paris với tư cách là một chủ tịch. Đến đây, Bác được ông Đốc Lý mở tiệc chiêu đãi rất long trọng. Trước khi buổi tiệc kết thúc, Bác cho thêm một quả táo ngon và đẹp. Khi ra về, mọi người đều kinh ngạc về việc làm của Bác. Đến khi Bác ra khỏi phòng, Việt Kiều và các bạn người Pháp đến chào Bác. Bác với tay chào mọi người. Từ xa, Bác nhìn thấy một bà mẹ đang bế một em bé. Bác vẫy tay rồi đến được bế em bé và cho em quả táo mà mình nhận từ bạn tiệc. Việc làm của Bác khiến mọi người kinh ngạc, chuyển sang và thấy thật là vui mừng và kính phục. Một vị nguyên thủ quốc gia, một ông vua của một đất nước, thật sự là một việc làm chưa từng có. Bác luôn dành tình yêu cho nhân dân, cho nhân loại. Tình yêu của Bác không đơn giản là chỉ cho nhân dân Việt Nam, cho các em thiếu niên nhi đồng Việt Nam, mà tình yêu của Bác nó dành cho mọi dân tộc trên toàn thế giới. Về cái hội thi hôm nay là đại diện của Hội Nông Dân, tôi cũng xin hứa Hội Nông Dân của mình luôn luôn phấn đấu không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác. Nói thế thôi, học tính nhân văn của người, đó là tình yêu bao la dành cho mọi người, kể cả là có những lúc họ không phải là bạn của mình. Phần thi của tôi đến đây xin được kết thúc. Phần thi của mình, tôi xin gửi tới toàn thể hội thi bài hát lời Bác dặn trước lúc đi xa. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, Bác muốn nghe một câu hò sự hề, nhưng không gian vẫn vốn để lặng lẽ. Bác đành chuyện kể rằng Bác hồi nghe câu gì nhớ lá sen từ mùa thu mà xung quanh vẫn lặng những ta bao chờ mãi cho ai trong tác phẩm Tinh thần trách nhiệm đăng trên báo Nhân dân số 36 ngày 13 tháng 12 năm 1951. Vâng ạ,
của tôi đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, ban giám khảo và cùng đoàn thể hội thi lời chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin được cảm ơn. Trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có rất nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Những việc làm của họ rất đáng tôn trân trọng và nêu gương. Học tập ở Bác, một con người thật giản dị, mộc mạc, từ những điều đơn giản nhất với những đức tính cần kiệm, liêm chính, không xa hoa, lãng phí. Vâng, và một trong những cá nhân điển hình đó chính là câu chuyện kể của thí sinh mang số danh 11 Bùi Thị Hoa Tươi đến từ đoàn thanh niên xã Hưng Long. Xin mời thí sinh. Vâng ạ, xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thí sinh của chúng ta ngày hôm nay ạ. Kính thưa ban giám khảo, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thi, sau đây tôi xin kể một câu chuyện về Bác, câu chuyện tiết kiệm. Sáng ngày 24 tháng 7 năm 1957, buổi tiễn đoàn đại biểu nước ta diễn ra trước nhà chủ tịch Sawatsky. Đúng 9 giờ sáng, chủ tịch Ba Lan Sawatsky cùng Bác từ trên cao bước xuống tầng dưới, đi đến một gian phòng rộng hàng ngàn thước vuông với ba chùm đèn và đến hàng trăm ngọn sáng trưng trong khi mặt trời đã lên cao. Bỗng nhiên Bác họ Vụ trưởng Vụ Điện Tân có mất ở đây không? Mọi người ngạc nhiên, chưa biết Bác hỏi để làm gì. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước bạn tiến lại gần Bác. Thưa chủ tịch, Vụ trưởng Vụ Điện Tân đang ở ngoài sân bay. Tôi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, xin chủ tịch chỉ thị. Bác hỏi, chỗ mất điện ở đâu? Mấy chiến sĩ bảo vệ vội vàng chạy đi tắt điện. Chủ tịch Ba Lan Sawatsky đứng quay mặt đối diện với Bác, nghiêm trang nói: Xin cảm ơn đồng chí Hồ Chí Minh, tôi xin chân thành nhận khuyết điểm chưa thực hiện chỉ thị tiết kiệm của Lenin. Qua câu chuyện trên cho ta thấy Bác Hồ rất chú ý đến ngành điện. Bác thường nói điện khí hóa phải đi trước một bước. Câu chuyện trên chúng ta càng thấm thía về những lời chỉ dạy của Bác về tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng trong sinh hoạt, lao động, sản xuất và trong xây dựng. Câu chuyện trên đã khép lại nhưng để lại trong lòng tôi, một cán bộ đoàn của xã Hưng Long, rất nhiều ý nghĩa về phong cách Hồ Chí Minh, về tư tưởng đạo đức, học tập, đặc biệt là về những đức tính cần về đức tính cần kiệm liêm chính. Câu chuyện của tôi kể đến đây là hết. Như phố Ba Hồ trong ngày vui ai thắng, lời ba đây là chiến thắng quý hoàng. Ba mươi lăm châu thành dành cho mẹ lo sâu, ba mươi lăm dân chủ cộng đồng thân chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Tạm xin mời đồng chí bước thông câu hỏi. Vâng, như vậy câu hỏi của thí sinh Đức được là câu hỏi số 01 trong bộ câu hỏi của ban giám khảo. Xin mời thí sinh tập trung nghe nội dung câu hỏi. Nội dung câu hỏi như sau: Hãy nêu xuất xứ của câu dân tộc ta, nhân dân ta, non sông, đất nước ta đã sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Xin mời thí sinh suy nghĩ và trả lời. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thi, sau đây tôi xin trả lời câu hỏi của ban tổ chức đưa ra. Câu nói trên được trích trong điều văn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng
Cộng sản Việt Nam, đọc lại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Tôi xin hết ạ. Kính thưa quý vị, vì lý do công việc nên đồng chí thí sinh Trần Quang Hùng không thể tham gia cuộc thi này, thì vì vậy cuộc thi khép lại tại đây. Vâng, và vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần dự thi của 11 thí sinh đến từ các chi bộ, các ngành trong xã. Một lần nữa xin chúc mừng 11 thí sinh đã hoàn thành xong phần thi của mình ạ. Vâng, và sau đây xin kính mời ban giám khảo và tổ thư ký vào tổng kết số điểm của mình. Anh xa em nghe cô dân ca, dân ma thương sao mà ra diện thế. Đôi câu ca lặng tình lặng thìa, có lúc nào em giận anh không? Thank you.
xin mời thí sinh Nguyễn Thị Chính bước lên đấu bước. Cuộc thi kể chuyện bài học tập và làm theo tư tưởng